chào anh em. Hôm nay tiếp tục cùng kết nối đam mê cây bonsai dâu tằm anh em. Thì bữa nay có cây dâu tằm đẹp đẹp, mình quay chia sẻ cho anh em xem tham khảo chơi vui nha anh em. Thì nói chung mình lựa cây cây đẹp đẹp mình quay không anh em ơi. Mấy cây xấu xấu giống như này nè, có nhóc nè, mà mình không quay, mình lựa cây đẹp mình quay không, mà anh em không thương mình cho mình xin một like để tăng tương tác thì cho anh em. Anh em xem tiện tay cho mình xin một like để tăng tương tác nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì hôm nay có cây dâu tằm này quay chia sẻ cho anh em xem chơi vui nè. Cái hoành chỗ này nó khoảng 10 phân anh em. Cây này còn nhỏ, nó khoảng 10 phân ha. Mà nó được có một cái, nó cái mình nó lắc léo giống y như con thú anh em nè. Cái thân lắc ha. Cái thân lắc mà tới đây nó có cái cổ này nó ngoéo lên này nè, nó ngoái lên này ha. Nó ngoái lên. Cái mình đó nè. Y như cái con gì mà nó nằm luôn ha. Đặc biệt nó có chân nha anh em, nó có hai chân ở phía trước nè. Đây chân nè. Còn cái phía trong này á, cái cây phía trong này là cái cây để mình chịu lại ha. Chịu cái mình nó lại, tại vì cái cây này mới bứng sang chậu lên khoảng 20 ngày anh em ơi. Mới khoảng 20 ngày. Thì để cho nó chắc cái ăn rễ ra cho nó vững chắc sau rồi mình mới tháo nó ra anh em. Thì mình có chịu cái cây đó. Em xem nè, quá đã luôn nè, quá đẹp luôn em ơi. Cái hoành chỗ này nó khoảng 6-7 gì, 7 phân à. Cái bề dài cái mảnh thú này khoảng 3 tấc nè em ơi. Khoảng 3 tấc gan gửi mình á. Cành nhánh mình cắt giật nó dưới mình lên chậu này khoảng 20 ngày nè anh em. Bữa hôm mình cắt đây nè. Mình cắt tới cái đoạn này ha. Rồi nó mọc mới đây 20 ngày mà nó ra được cái chọn nhiêu đây nè. Còn trên cái đọt nó dài hơn nữa nè. Đó. Mình thấy chơi cây dâu tằm bonsai loại cây ăn quả anh em. Cái cây dâu tằm thì mình thấy nó đau điểm nè em ơi. Quá dễ chăm dễ trồng luôn ha. Mau phát triển. Như cây này là Tết này là trái dữ lắm luôn em. Thì cái này mình chưa cắt nè. Mình cắt giật cái đây lại cái là mấy cái chọi nách này nè. Nó đâm ra quá trời luôn mà sức mà uống ha. Cây này thì mình uống một cái cành này nó bay qua đây. Cành này nó bay ở đây ha, còn một cái đỉnh ở trên, giống như mình uống tứ diện vậy. Uống tứ diện cho sau này nó nhiều cành nhánh anh em. Nó cho trái nhiều ha. Nó cho trái nhiều nó mới đã anh em ơi. Cây dâu tằm này thì mình chơi không phải là nó đẹp cái như vậy không, mà đặc biệt là nó phải có trái nữa mới nó mới đẹp dữ anh em ơi. Thì chủ yếu mình làm trái thì cành nhánh nhiều nó mới cho trái nhiều nha anh em. Rồi quay chia sẻ cho anh em xem cây dâu tằm này đúng dáng thú luôn anh em ơi. Đúng hình thú luôn ha. Quay chia sẻ cho anh em xem chơi cho vui ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem ủng hộ clip cũng như ủng hộ kênh mình ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những clip kế tiếp nha anh em. Chào anh em.